Đứng ở trong bụi cỏ và đây sẽ là tình huống mà rất có thể sẽ cần phải cân hai. Rồi nhảy về lính nhưng vẫn dính lại bụi tốc biến, quay tay làm choáng hai người tốt đến từ vị trí của rất tốc biến đi. Là bóng điện không trúng đến từ Rabo ở nhịp 1. Và rất có hít quyền năng để hồi lại máu này. Đủ sát thương hạ gục thành công. Ragat lên 3 luôn đến từ rớt, nhảy và nện hạ gục thành công thêm một người nữa. Double kill dành cho rớt ở cánh trên với pha cân đổi. Kê và một kèo đối đầu giữa con rắc của rớt ở khu vực đứng trên đối đầu với One Champ Rumble bên phía bên kia nhá. Một con rắc quyền năng đối đầu với một con Rumble thiên thạch tốc biến thiêu đốt đến từ Rumble. Trong khi đó thì rớt anh ta lựa chọn cho mình tốc biến và dịch chuyển với tần phá hủy diệt ngọn gió thứ hai và lan tràn ở nhánh kiên định nhá. Phá lấy giáp cốt của Rumble này. Quay tay làm choáng luôn. Một hit nội tại quyền năng, thêm một hit đánh thường nữa. Ba hit đánh thường, trong đó có một hit quyền năng đến từ rớt để lấy đi hơn nửa cái máu của Rumble với pha quay tay. Tình huống bỏ qua ba con lính đánh gần để có được cho mình pha chế hit lợi thế hơn đến từ rớt ở đường trên. Tạm thời rớt đang là người có được ưu thế nha, và anh ta sẽ là người lên hai trước luôn, đẩy lui hoàn toàn Rumble ra khỏi thân lính. Lên hai cộng cho mình nhảy và nện thôi là hợp lý rồi. Rumble pha lính tầm xa với lá móc điện và cũng đã có hai. Ragat đang có dấu hiệu di chuyển lên trên nha. Rớt biết điều đó nhưng khả năng cao là không về kịp rồi. Rớt không về kịp trong thơn này rồi. Rớt biết Ragat đang đứng ở trong bụi cỏ và đây sẽ là tình huống mà rớt có thể sẽ cần phải cân hai. Rồi nhảy về vào lính nhưng vẫn dính lại bụi tốc biến, quay tay làm choáng hai người tốt đến từ vị trí của rớt tốc biến đi. Lá móc điện không trúng đến từ Rumble ở nhịp 1. Và rớt có hít quyền năng để hồi lại máu này. Đủ sát thương hạ gục thành công. Ragat lên 3 luôn đến từ rớt, nhảy và nện hạ gục thành công thêm một người nữa. Double kill dành cho rớt ở cánh trên với pha cân đổi. Gắt chưa. Rớt biết nha, có mắt ở trong cái bụi cỏ chặt 3 trong cái tình huống đó. Rớt biết rằng con Ragat di chuyển lên trên và anh ta sẵn sàng cho pha cân đổi. Mặc dù nhảy vào lính vẫn bị dính cho mình lăn bụng tốc biến, nhưng là một nhịp hít quyền năng để giúp cho anh ta lấy máu và sau đó là pha hạ gục thành công Ragat để lên 3. Double kill dành cho rớt và cái này thôi xong con Rumble rồi anh em ạ. Bùa đỏ dưới chân, một cái thủy kiếm hoàn thành ở lần bấm bê về nhà đầu tiên, dịch chuyển quay trở lại. Rumble mất 2 spell. Giờ thở oxy à? Thở kiểu gì đây? Cấp 4 hay cấp 2 ạ? Cấp 4 đánh cấp 2. Cực kỳ tự tin nhờ. Thế luôn, bình thường thì thấy con Ragat di chuyển lên trên thì phải rén rén tí, chứ đây cũng đứng cao luôn, sẵn sàng cân đôi luôn. Và cân đôi được thật. Đứng dưới cũng có double kill dành cho Twitch. Thế Twitch đi đường thằng Samira cộng Rell ảo thật đấy. Nào nhảy vào nện quay tay, lấy giáp cốt đối phương, giật về dính một hit trụ. Không ăn la móc điện trong pha vừa rồi. Mất máu nhiều hơn đấy từ rớt, nhưng với việc anh ta đang có bùa đỏ là lợi thế rất lớn nha. Pha quỳ đắp. Gần nửa cây rồi. Big Way đẩy vào. Cấp 5 đến từ rớt và đây sẽ là lần mới về nhà tiếp theo của anh ta. Trên lính liên tục nha. Bây giờ là cấp 7 đến cấp 5 này. 60 lính so với lại 21 của Rumble bên phía bên kia. Khỏi thở luôn mọi người ạ. Khỏi thở luôn, kèo này rớt cho đối phương khỏi thở luôn. Liên tục phải farm tầm xa với lao bóc điện đến từ vị trí của Rumble mà thôi. Chuẩn bị lên 8 rồi, trong khi đó con Rumble bên phía bên kia vẫn chưa có cấp độ 6. Rồi đang xử lý kèo này thực sự rất mắc binh nha. Với 2 điểm hạ gục mà anh ta có được với pha chống đai trụ thành công. 68 lính so với 24. Gấp 3 đến từ rớt với lượng chỉ số lính ở thời điểm hiện tại mà anh ta đang có được với cấp 8 so với cấp 5. Nào pha ăn sứ giả đến từ Ragas, nhưng mà đường về của anh ta thì rất xa khi mà Twitch hút ra di chuyển ra để khép góc rồi. Thùng rượu đổ đẩy Twitch ra nhưng rớt có thông nổ tiếp cận. Nào tốc biến bắt choáng, bất chiêu cuối gõ đắp. Ôi mạng thứ 3 easy dành cho rớt, tình huống di chuyển ra đường giữa. Nào quay trở lại đứng trên thì có bùa đỏ. Thế con Rumble vừa lên được cấp 6 phát lại gặp con rắc của rớt có bùa đỏ dưới chân và cấp 8. 73 lính so với lại 32 này. Thế cho rớt một ưu thế ban đầu thôi và anh ta đang khiến cho con Rumble bên phía bên kia khỏi chơi game luôn. Farm rất khổ đấy từ Rumble ở tầm xa với la bóc điện. Rất có cơ hội là anh ta cứ nhảy vào nện liên tục và gõ vào đầu con Rumble thôi. Trông tội thực sự luôn.
không chơi được anh em ạ, kể cả bây giờ có tốc biến thiêu đốt thì vẫn là bất lợi đến từ Rumble. Chấp tốc biến luôn, rất vẫn chắc chắn là thắng ở kèo này với tình huống 1-1. Nào Nili di chuyển lên ganh này, pha bắt choáng tốt đến từ Zerd. Trồng giáo vào, giáo chỉ trúng lính thôi nhưng vẫn là mạng dành cho Nidalee. Giải mưa tên lửa gần như là trong tuyệt vọng đến từ Rumble. Giáp trụ đầu tiên ở cánh trên dành cho Zerd và nó có thể sẽ là 2-3 luôn. Với thủy kiếm với tốc độ bào rỡ công trình đến từ một con giáp của Zerd là rất nhanh. Hai giáp trụ đơn giản rồi. Rumble không có dịch chuyển thì nó sẽ là giáp trụ thứ 3 dành cho Zerd ở cánh trên. Tốc độ lấy giáp trụ kìa. 86 lính so với lại 38. Rumble mua cho mình giấy bạc. Nào nhảy vào nện, quay tay làm choáng, gõ đập, trời ơi, nửa cây, ba chiêu nửa cây, có chiêu cuối sẵn sàng thì cuộc đai trụ. Bây giờ Rumble phải lựa chọn thôi, một là ở lại giữ trụ thì mất mạng, hai là mất cái trụ này. Quay tay bắt choáng thành công, gõ đáp bật chiêu cuối nhảy ra, trời ơi, ai đó ship ngay bình oxy cho bạn Rumble này với. Thở kiểu gì, mạng thứ tư dành cho Zerd là cánh trên rồi. Và đây sẽ là trụ bột toàn bản đồ với tàn phá hủy diệt của anh ta. 5 stack trụ cánh trên với trụ bột toàn bản đồ dành cho một con rắc và 100 lính ở phút thứ 11 và anh ta đang là 4-0. Quá giàu. Hôm nay ai lên thì giết người đấy thôi, chứ còn gì, Rumble giờ phải bỏ xứ rồi. Bỏ xứ ra đường giữa rồi cố gắng shutdown Nidalee nhưng không được. Mưa tên lửa cháy ra không đủ đam, tốc biến cũng không có mạng của Nidalee, một chấm máu lùi về. Rumble có chủ ở khu vực đường giữa. Nhưng đường trên đã là chủ một toàn bản đồ dành cho Zerd rồi, và về nhà Zerd có thêm cho mình một thanh BF nữa để anh ta hướng lên Sojin đồ 2. Giữa phút thứ 13. Nào Reo làm choáng thành công Nidalee rồi, có luôn chiêu cuối Nidalee một chấm máu, Gragas cũng một chấm máu lui về, pha quay tay hai người đến từ vị trí của Zerd, gõ liên tục, gõ bong bong liên tục vào người con Rumble này. Ờ, hắc kim thuật giúp cho Rumble lui về được. Zerd không muốn đầu tư tốc biến để hạ sát thành công một con Rumble 03. Đẩy lui đối phương là đủ rồi. Pha bật chiêu cuối và gõ rất đau ấy từ Zerd nha. Rồi những con dây thạnh chạy kiểu gì đấy bạn ơi, dây đi đâu này, không sớm đấy từ dây. Dứt điểm vị trí của Nidalee, 1000 tiền shut down thì pha quay tay. Mạng thứ 5 dành cho Zerd. Ra đường giữa lấy trụ là hợp lý á. Giáp trụ đường giữa còn nguyên hay sao á, còn 4 giáp trụ luôn. Pha đẩy vào đến từ TF, lấy trụ thôi. Với tàn phá hủy diệt thì 8 giây là dư để lấy 5 stack trụ và trụ thứ 2 trên toàn bản đồ dành cho team của Zerd thôi. Trụ thứ 3 chứ. Là nhịp đẩy ở đường dưới. Tầm này thì cân 2, cân 3 là chuyện rất bình thường con rắc này nha. Sojin đồ 2 đã có đến từ Zerd, nó chứ không phải là một cái đao tím hay là một cái dìu đen gì cả. Thường thường thì đồ 2 của con rắc này gặp Rumble nó sẽ là đao tím. Zerd quá xanh để anh ta phải mua kháng phép làm gì hết. Quật đàm, hồi chiều. Chủ 2 đường dưới không thể cản phá thời điểm hiện tại nữa rồi. Con rắc này quá mạnh so với thời gian thi đấu, thậm chí là hướng tới trụ 3 luôn á. Nhảy thẳng vào nhà đối phương chơi luôn á. Rồi tốc biến W, mạng thứ 6 dành cho Zerd ở ván này với mạng của Samira lên bảng điểm số. Tiếp tục quay tay làm choáng, nhảy vào nện giữ chân thành công thêm vị trí của Real nữa. Xác thứ 31 dành cho các thành viên bên phía của team 1. Và đây thực sự là một ván đấu mà Zerd anh ta hủy diệt hoàn toàn đối phương với chiếc tướng Zax của mình. 18 phút end game à. Không cho đối phương lết đến phút thứ 20 để có thể kết thúc ván đấu với lệnh FF. 6-0-3 với con rắc ở khu vực đường trên. Và đây sẽ là nhịp đầy để ăn game.